Câu số 14 của đề An năm 2000 là một bài thuộc dạng hình hộp, hình khối. Đề bài: một miếng tôn hình chữ nhật có chu vi là 22 dm cho chu vi. Đây thầy vẽ luôn hình nhá. Chu vi bằng 22 dm. Chu vi bằng 22 dm. Chiều dài thì hơn chiều rộng 1 dm. Đây là hình chữ nhật. Chiều dài hơn chiều rộng 1 dm. Thế thì các con thấy là cái chu vi này chúng ta có thể tính được các kích thước của nó, bởi vì có tổng, có chu vi mà, và có chiều dài hơn chiều rộng. Tí nữa ta tính nhá. Người ta cắt bốn cái hình vuông bằng nhau ở bốn góc. Đấy, thầy ra cắt bốn cái hình vuông bằng nhau ở bốn góc. Cắt đi. Cắt bốn góc, hình vuông thứ ba và hình vuông thứ tư. Đấy. Biết rằng cái hình này có diện tích là 100 cm vuông. Mỗi cái hình này có diện tích là 100 cm vuông. Như vậy ta tính được cạnh của hình vuông, cạnh của mỗi hình vuông. Tính thể tích của cái hình hộp A, rồi gấp nó lên thành một hình hộp không có nắp. Thế thì nếu như bạn nào mà gấp giấy rồi, thì đã từng gấp giấy rồi thì các con biết là mỗi khi mà ta cần gấp hình hộp ấy, thì chúng ta sẽ cắt đi bốn cái góc rồi ta gấp nó lên. Đấy. Đây thầy có vừa, thầy vừa cắt đi bốn góc của một hình. Rồi chúng ta sẽ gấp nó lên nhá. Gấp cái mép này lên này. Đấy. Gấp tiếp cái mép này lên này. Đúng chưa nào? Để thành một cái cạnh thứ hai này, gấp tiếp cái mép này lên này. Đấy, rồi cuối cùng là gấp cái mép này lên. Thì chúng ta sẽ được một cái hình hộp chữ nhật. Đúng là một cái hình hộp chữ nhật không có đáy. Hình hộp chữ nhật, các con nhìn rõ không? Không có nắp. Và như vậy cái hình hộp này, thầy giả sử cái thầy vẽ cái hình hộp này nhá. Cái hình hộp này cái đáy của nó ấy, thầy vẽ dưới dạng không gian. Cái đáy của nó chính là diện tích, nó chính là cái phần mà ô chấm chấm đây. Thế thì đây là cái đáy. Còn đây là các cái cạnh, chiều cao của nó này. Đấy, chúng ta gấp lên thành một cái hình hộp như thế. Và cái hình hộp này nó không có nắp. Chỗ nào bị che khuất thì ta xóa nó đi. Hình hộp này không có nắp, cho nên ta nhìn thấy cái đáy của nó. Thế như vậy là cái đáy nó sẽ chính là cái phần cái hình chữ nhật mà nét đất thầy vừa vẽ ở trên hình trên ấy. Thế còn cái chiều cao của cái hình hộp chữ nhật này thì nó chính là chiều cao này ấy, nó chính là chiều, là cạnh, nó cạnh của cái hình vuông mà ta vừa cắt đi. Và chúng ta có thể tính được thông qua diện tích bằng 100 cm vuông, tức là bằng 1 dm vuông, thì ta tính được cạnh nó sẽ bằng là 1 dm.
1 decimet. Đấy. Như vậy cái chiều cao của hình chữ nhật này nó bằng cái cạnh của hình vuông cắt đi này bằng 1 decimet. Đấy, nó chính là bằng 1 decimet. Thế ta tính được chiều cao rồi. Thế còn xử lý cái chỗ này để tính kích thước của cái hình chữ nhật ban đầu, của cái mảnh tôn ban đầu có chu vi bằng 22 decimet thì ta tính được nửa chu vi, sẽ là 22 chia cho 2 bằng 11 decimet. Đây là nửa chu vi, đúng nào? Nửa chu vi. Đấy. Nửa chu vi chính là tổng của chiều dài cộng chiều rộng. Và hiệu của chiều dài lớn hơn chiều rộng là 1 decimet. Thì từ đây các con tính được chiều dài và chiều rộng. Chiều rộng trước bằng 11 tổng của chiều dài chiều rộng này trừ đi hiệu này, rồi chia cho 2 thì bằng 5 decimet. Như vậy chiều dài chiều rộng của hình chữ nhật này bằng 5 decimet. Rồi, chiều dài thì có hai cách tính là lấy tổng trừ đi 11 trừ đi 5. 11 trừ đi 5 bằng 6 decimet, hoặc là cộng thêm hiệu nữa. Thì chiều dài là bằng 6 decimet. Và các con tính được ngay cái kích thước của đáy cái miếng tôn đáy của cái hình hộp, bởi vì mỗi cái hình vuông này có cạnh là 1 decimet. Cái này là 1 này, cái này là 1 này. Như vậy 6 decimet trừ đi cạnh, trừ đi cái đoạn này là 1, trừ đoạn này là 1, thì còn lại đoạn này là 4 decimet. Tương tự thì cạnh của miếng tôn ban đầu là 5 decimet trừ đi hai cái này là 1, cái này là 1, thì cái phần còn lại sẽ là 3 decimet. Đấy. 3 decimet. Như vậy đáy của hình chữ nhật sẽ có chiều rộng là 3 decimet và chiều dài là 4 decimet. Đấy. Và khi biết kích thước của của hình hộp chữ nhật thì chúng ta sẽ tính được thể tích của cái hình hộp này. Nó sẽ bằng là 3 nhân 4 và nhân với 1 bằng 12 đơn vị là decimet khối. Người ta có yêu cầu cái gì không? Người ta hỏi cái gì? Người ta bảo là tính thể tích của hình hộp này. Thế thì chúng ta không cần phải lựa chọn đơn vị nào cả, không cần phải lựa chọn xem là decimet khối hay là cm khối. Chúng ta điền đáp số là 12 decimet khối. Đấy, rất đơn giản. Trong trường hợp cần trình bày chi tiết lời giải thì chúng ta đi xác định xem cần qua bao nhiêu bước. Bước thứ nhất là mình sẽ phải tính kích thước của hình chữ nhật này, đúng nào? Thế thì đầu tiên là tính nửa chu vi này. Đấy, nửa chu vi này, đây là bước 1. Bước 2 là tính chiều dài. Bước chiều rộng. Bước 3 là tính chiều dài. Bước 4 là tìm cạnh của hình, của cái mảnh vuông cắt đi. Bước 5 là tính chiều dài của đáy hình hộp. Bước 6 là tính chiều rộng của đáy hình hộp. Và bước 7 là tính thể tích của hình hộp. Đấy, ta có 7 bước như thế. Vì bài có 7, cần 7 dòng, cho nên là thầy sẽ ghi lời giải và phép tính trên cùng một dòng luôn. Lời giải. Bước 1, nửa chu vi của miếng tôn ban đầu là nửa chu vi miếng tôn ban đầu là 22 chia cho 2 bằng 11 decimet. Chiều rộng miếng tôn ban đầu là tổng trừ hiệu trên 2, 11 trừ đi 1 chia cho 2. Thầy xin lỗi, ở đây muốn có cái hiệu, đúng rồi, ở đây 1 decimet rồi, bằng 5 decimet.
Rồi, chiều dài miếng tôn ban đầu là 5 cộng 1 bằng 6 decimet. Đây là bước 3. Bước 4 chúng ta tính cạnh của cái hình, của cái mảnh cắt đi, của cái hình vuông cắt đi. Thế thì ta sẽ lập luận thôi là 100 cm vuông, 100 cm vuông thì bằng, thì 100 bằng 10 nhân 10 đi, 100 bằng 10 nhân 10 nên cạnh hình vuông bị cắt là cạnh hình vuông bị cắt là 10 cm. 10 cm đổi luôn thành 1 decimet. Ở đây ấy, có bạn thì dùng phép tính là biết diện tích bằng 100 cm vuông, thì có bạn dùng phép tính là thế thì cạnh của hình vuông bằng 10, à 100 chia cho 10 bằng 10 đấy, cm. Thế cái phép tính này thì thực ra là chúng ta nó sẽ không hợp lý, bởi vì cái số 10 này này là ở đâu ra, đúng nào, số 10 ở số chia này ở đâu ra đấy. Cho nên ấy, là chúng ta lập luận là vì 100 bằng 10 nhân 10 cho nên cạnh hình vuông bị cắt là 10 cm bằng 1 decimet. Rồi đây bước 4. Bước 5 tính chiều dài của hình hộp chữ nhật là chiều dài đáy hình hộp là chúng ta lấy 6 decimet trừ đi 2 cái ô 1, 2 nhân 1 bằng 4 decimet. Tương tự chiều rộng đáy hình chữ nhật hình hộp là là 5 trừ đi 2 nhân 1 bằng 3 decimet. Cuối cùng chúng ta tính thể tích của hình hộp là thể tích hình hộp là 4 nhân 3 nhân 1 bằng 12 decimet khối. Đáp số 12 decimet mét khối.